Ok anh em ơi, tiếp tục với lại PZ Hybrid anh em nhé. Thì lâu lâu hôm nay anh em mình đổi gió một tí, không chơi như mọi khi nữa. Hôm nay anh em mình vào chơi mini game anh em ạ. Thì mình sẽ chơi cái mini game đầu tiên của cái phiên bản mini game này anh em nhé. Thì chúng ta sẽ chơi trong cái màn đêm. Và trong cái trận đấu mini game này, anh em mình bắt buộc phải sử dụng cái cây cái cây gọi là cái cây bí ngô mà lại bảo vệ ấy kìa anh em kìa. Nó màu tím tím ấy kìa. Cái cây đấy thì nó sẽ có tác dụng là vừa bảo vệ cây, xong lại vừa có thể bắn được những cái độc anh em nhá. Giống như kiểu nấm độc ấy. Đó. Ở đây là nó cho sẵn anh em một lít những cái cây để anh em mình có thể chơi trong cái trận đấu này rồi. Nên là mình cứ theo cái này mà mình chơi thôi. Nhưng mà chơi phải khéo khéo một tí anh em ạ. Không là cũng mini game giải trí thôi, nhưng mà nó cũng không giải trí lắm đâu. Lắm lúc mà nó cũng khó, nó hát qua vãi trưởng cơ. Ừ. Cái mini game này thì nó sẽ không có xe cắt cỏ anh em nhé. Chắc chắn là sẽ không có xe cắt cỏ đâu. Nên là anh em mà bị con zombie nó vượt qua một lần thôi là coi như là nó tàn phá nhà của anh em luôn ấy. Nên là chơi với lại cái bản mini game này là anh em mình phải hết sức cẩn thận nha. Không được để cho một con zombie nào đó lọt qua. Kể cả một con cũng không được luôn. Bởi vì một con thôi là đủ chết rồi anh em ạ. Đủ chết rồi. Năm hàng thì chả có hàng nào có cái gọi là xe cắt quả cả. Nên là anh em mình phải cực kỳ chắt chiu những cây mà anh em mình có, để tập trung dồn đam và giết được zombie nhanh nhất có thể và nhiều nhất có thể anh em nhé. Tốt nhất có thể luôn đấy, thì mới win được, không thì còn lâu luôn đấy. Thì đây mình đang có hỏa lực là dựa trên con mèo băng và cái con mèo xô anh em ạ. Mèo xô, cái con đấy thì nó trở thành cái xô rồi. Cái con mèo mà anh em mình hay chơi phiên bản original ngày xưa, phiên bản gốc ngày xưa ấy. Bây giờ nó lại trong hình dáng của một cái chậu anh em ạ. Có cái chậu đất. Buồn cười thế đấy. Nhưng mà cũng phải dựa trên mấy cái cây này, dựa trên mấy cái chậu như thế này thì anh em mình mới có thể chơi cái bản mini game này một cách dễ dàng được. Bởi vì tí nữa ấy, có khả năng là nó sẽ ra mấy cái quầm mà nó bắn mấy con zombie nó bắn được đậu ấy, thì mấy cái con mèo mèo chậu này nó nằm ở thấp nên là nó sẽ không ăn đạn của mấy cái con zombie đấy, nên là cái mình vẫn có thể gây đam được đấy. Ví dụ như hàng trên cùng kìa anh em kìa, ví dụ như cái hàng trên cùng nhá là nó đang bắn đậu đấy. Nên nếu như mà giả sử như cái hàng đấy mà không có cái quả cu nút thì nó chắn, thì đương nhiên là anh em mình sẽ mất đi cái cây hoang dương đúng không. Nhưng mà may mà có cái cu nút nó chắn rồi, chứ không thì làm sao mà đỡ được đấy. Nhưng mà mấy cái hàng dưới ấy mà mình trồng luôn cái bắn mèo chậu đấy thì nó không bị gây đam theo kiểu đấy, anh em mình dễ chơi hơn đó. Chiêu chiêu rồi. Nhưng mà nếu như mà anh em mình chiến thắng được hình như là mỗi một cái cây này em mình phải chiến thắng 3 lần đúng không nhỉ. Ở 3 lần 3 mini game của nó thì anh em mình sẽ mở khóa được cái cây này. Với cây này thì thực sự nó rất là đặc biệt, nó sẽ rất là khỏe luôn anh em nhá. Như ở cái trận hòm gacha ấy, anh em nhớ cái trận video mà mình làm về hòm gacha không? Nó ra rất là nhiều những cái cây nó gọi là cực kỳ kinh khủng, cực kỳ khỏe luôn. Thì đấy, đó là một trong những cái cây mà anh em mình phải lấy ở trong cái phần mini game này hoặc là mua ở trong shop. Nhưng nhiều cái cây đặc biệt thì anh em mình nên vào mini game để chơi, vừa chơi vừa giải trí vừa tận hưởng vừa mở khóa thêm được cái cây mới thì tội gì đúng không anh em. Đấy, ok. Được rồi, chúng ta vào cờ 2 thôi anh em ơi. Vào cờ 2 thôi, chuẩn bị cờ 2 này. Ủa ôi, sao cái hàng giữa kia lại có con Pister Galingan đi kia. Đỡ thế nào được. Ôi mày quá mà nó chết rồi. Bởi vì may mà cái đam của cái con bắn mèo với lại cái con băng kia nó gây ra thì cũng tương đối lớn vào cái thời điểm này. Nên là khá ok. Ok anh em ơi. Chắc là vẫn trụ được nhỉ. Với cái lực lượng zombie nó ra đều như thế này thì mình vẫn trụ được. Ui trời ơi, vừa nói ra đều xong Nó ra luôn cho một con Galing Pisuter kia nó thì bớ nào đỡ được. Nó bắn phát dụng hết tháng dương của mình mất. À đây, mình trồng được một cái bảo vệ rồi này. Một cái chắn bảo vệ rồi. Nó sẽ giúp anh em mình bảo vệ cái cây hoang dương. Và nó còn gây đam khi mà cái con zombie đến gần nữa. Cái phạm vi gây đam của nó thì sẽ là xung quanh cách nó một ô anh em nhé. Cách nó một ô. Ủa dồi ôi, bắt đầu xuất hiện xe trượt tuyết to rồi. Bắt đầu là trâu quái trưởng ra. Không biết là có đủ đan để mà giết không đây. Trông no hope lắm đây này. Ôi hàng trên cùng này có con zombie bóng chảy đội nón hàng xẻng. Thế thì nó đỡ sao được. Trời ơi, kinh khủng vậy. Oh my god, nó chết rồi. Nhưng mà cái hàng kia vẫn đang có một con gan rất là to kìa. Con gan rất là to. Ui zombie rằng đằng sau ra đông thế. Đằng sau ra đông thực sự luôn.
mà mình không cắn được cái mộ nào cơ. Mình không cắn được cái mộ nào của bọn zombie từ nãy giờ, mình cứ mãi trồng thôi, không cắn được cái mộ nào luôn. Ấy, ok ok ok. Ôi hàng trên có hai quả gua nút này là cũng đỡ lo. Ui thôi, hai cái xe trượt tuyết to khổ bố thế kia thì ai đỡ được, to thế. Đam mình nếu còn không có nhiều nữa thì làm sao mà đỡ kịp đi nhở. Ôi rồi ôi quá, ôi rồi ôi quá. Này chịu ơi, này hỏng rồi. Ô, à nhưng mà từ từ, biết đâu, biết đâu có thể, bởi vì à ừ đúng rồi, một quả bom nữa. Ừ rồi sao nữa nào, rồi sao nữa nào. Mất cái à ui, mà chưa mất gunut. Ôi nhưng mà nó dụng cái xe xong nó xuống còn gagan này thì nó vẫn đập được cái cây gunut của mình thôi. Thôi đập thêm cây hương dương nữa rồi. Ui rồi, cái gì ở hàng dưới cùng thế kia, cái gì nó đang diễn ra ở hàng dưới cùng thế kia, làm sao mà tôi đỡ được cái hàng dưới cùng như thế này đây, sao nhìn nâu hốc vậy. Hai con xe trượt tuyết, một con mini, một con to đùng như thế kia thì đỡ làm sao được. Ôi rồi, làm sao mà đỡ kịp. Ui rồi, đặt cái quả đấm thôi miên ở đấy là hơi sai nha, cây trượt tuyết nó cán qua ngay chứ nó có ăn đâu. Ôi rồi ôi, cái hàng trên kia thì lại thêm một con gagan khổng lồ nữa, cái hàng giữa thì cũng thêm một con gagan khổng lồ với một con đội xô nữa. Ui rồi, sao nhiều con khỏe ra thế. Ui cái hàng dưới cùng, cái hàng dưới cùng, từ 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 từ. Ôi mày, thêm mà mình vừa đặt một cái anh cổ su su băng xuống thì nó mới đỡ kịp, chứ không thì thôi. Ôi rồi ôi lắm, thực sự luôn. Ờ ok rồi, xong như nào nữa nào, rồi xong như nào nữa nào. Tiếp đây, tiếp đây, tiếp đây. Đây là chắc là ồ chưa, chưa phải là cờ cuối à, chưa phải là cờ cuối mà đã như thế này rồi à, chưa phải cờ cuối mà trông kiểu mình bị tan đàn xẻ nghé dữ vậy. Hoa hướng dương là cũng mất đi cây hai cây rồi, nhưng mà được được được, tin mình, tin là mình sẽ làm được, mình tin là mình sẽ làm được. Chưa cờ hai mà lại ra được một đợt zombie lớn như thế này á, khủng khiếp vậy. Bọn này nó không có tình người anh em ạ, nên là nó ra thì nó cứ spawn ra thôi, nó spawn là nó spawn. Ui pha nổ lắm săn phết kìa, được pha nổ ngon ấy, được quá được quá, được pha nổ lắm săn, được được quá nhờ, được quá nhờ, được ấy được ấy. Rồi ok, chất chiêu 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 đi anh em ơi, chất chiêu chất chiêu chất chiêu. Đây rồi, cờ cuối chưa, vẫn chưa cờ cuối, vẫn chưa có báo hiệu của cờ cuối. Ui ôi, gen đội mũ hàn xẻng à, vãi cả trưởng châu, nó lại còn cầm cổng, đỡ sao được. Quá đi, ui ôi kinh khủng vậy, làm sao đỡ được. Ui thôi, mất một cây hướng dương, trời ơi trời ơi, cái hàng dưới cùng nó cũng còn đang đông zombie kìa. Nào ô thôi 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 thôi, mất thêm cây hướng dương nữa. Ối rồi ôi, ối rồi ôi, mất thêm cây hướng dương nữa, xong rồi chuẩn bị có khi có mất nốt cái cây nấm dưa hấu kia của mình mất. Trời ơi ơi, may quá đặt được kịp quả bom, giảm một chút máu nó đi, đặt thêm một cái chậu không đồng nữa. Ồ ok, may quá mà nó hoảng rồi, nó hoảng rồi. Ôi ở trên thì có hai con Gagan vừa solo với nhau anh em ạ, con Gagan mình thôi miên và một con Gagan của bên bên kia solo với nhau, nhưng mà mình thua rồi. Ui cờ cuối anh em ơi, cờ cuối, cờ cuối, vai cờ trưởng, cờ cuối, cờ cuối, cứu tôi cứu tôi cứu tôi, cờ cuối cờ cuối cờ cuối. Ui rồi ôi, cái xong cái mini game này đã không có xe cắt cỏ rồi, để cờ cuối nó còn kinh khủng như này nhờ. Ôi nhưng mà may không có xe từ tuyết. Ờ may mà không có xe từ tuyết, nó chỉ có hai con Gagan thôi, một con Gagan đội nón nó hàng xẻng và một con Gagan thường. Ngon ngon, win được rồi đấy, khả năng là win cao đấy, khả năng win là cao, khả năng win là cao, khả năng cao là win, khả năng win là cao, khả năng cao là win. Được được được, làm đi, làm tiếp đi, bắn tiếp đi, bắn tiếp đi. Đặc biệt là con Michael Jackson, đặc biệt là con Michael Jackson kia là phải hạ gục nó ngay. Hai con Michael Jackson đội nó bóng chảy. Ôi rồi ôi, nó khỏe trâu dã man. Nhưng mà win được, mình tin là mình sẽ win được. Tâm anh là chỉ ngồi đợi kết quả thôi, chứ chẳng thêm được cái gì cả. Thêm quả bom nữa, ngon. Nó ui hay quá, quả bom vương dương nữa lại hồi đúng lúc thế, cùn nào đúng lúc thế. Ôi win rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe kênh và đừng quên comment xuống phần bình luận nhanh nha. Đây là cái mini game đầu tiên thôi. Mình sẽ làm thêm nhiều cái mini game của cái mod PVZ Hybrid này nữa anh em nhá. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nhớ để lại cho mình một like, subscribe kênh nha anh em. Bye bye.